Chị có tin bác sĩ Thanh sẽ trở lại bệnh viện làm việc không? Vấn đề là thời gian thôi. Ai rơi vào hoàn cảnh bác sĩ Thanh mà không choáng váng? Nhưng phải thật thông cảm. Khi vết thương dịu đi, anh sẽ sớm trở lại. Em rất trọng bác sĩ Thanh. Ổng đúng là một người thầy, một tài năng y học lớn. Ổng cũng rất quý em như đứa em út trong khoa ngoại. Nhưng chị có công nhận, nếu ổng vẫn làm chủ nhiệm khoa, không biết bao giờ em mới được công nhận bác sĩ chính thức, và còn lâu mới được bổ chính một ca đại phẫu. Điều đó thì đúng. Anh rất dị ứng với việc trọng dụng phụ nữ, không dễ tin người mới ra trường, và tuy luôn rộng lượng với người thẳng thắn, nhưng không bao giờ tin dùng. Không phải vì ảnh sợ họ, mà vì dùng loại người này rất dễ làm mất lòng người khác. Em hội tụ cả ba yếu tố đó. Nhưng đã là học trò của ảnh, rất hiếm người không xuất sắc. Phải thấy và lấy cái đó làm gốc để kính trọng và bảo vệ ảnh. Thì em đã đồng ý theo chị sang đây rồi còn gì. Cười cái gì vậy? Mấy hôm nay em có nhiều điều bộ là lạ một cách đáng ngờ. Không giấu được đâu. Có chuyện gì khác đâu, chẳng qua là chu kỳ sinh lý thôi. Có những ngày toàn buồn không đâu, lại có những ngày toàn vui không đâu. Vậy là sắp khùng đến nơi rồi. Nói yêu thần tạo mà cứ làm lối làm phách. Đàn ông có cá tính như nó bây giờ là đồ hiếm đó. Bao giờ em thành công như chị về nghề nghiệp, có ai yêu mới dám nghĩ. Riêng với chàng Tạo, em chỉ kính nhi diễn chi thôi. Đàn ông có cá tính phần lớn là gàn, đứa nào dại dính vào chỉ làm ô sin suốt đời. Chào bác. Chào bác ạ. Chào hai cô. Chúng cháu qua gặp anh Thanh để bàn công việc. Từ hôm Lộ Vũ mất điện đến hôm nay, anh ấy vẫn còn giận tôi. Mai có các cô tới, đang ngồi uống cà phê ở salon á, cứ coi không gặp tôi. Dạ, dạ. Cửa không khóa, mời vào. Em chào anh. Chào anh. Đây là quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ và hồ sơ đề tài ngoài Bộ gửi vào để chủ nhiệm đề tài triển khai. Em gửi lại cho anh. Đây là quyết định của anh Hùng ký. Từ nay anh cứ ở nhà nghiên cứu. Khi kiểm chứng trên thực tế lâm sàng, cần thiết qua bệnh viện, ra Hà Nội hay đi nước ngoài tham khảo, anh cứ đề xuất, anh Hùng sẽ tạo điều kiện. Tuy nhiên, anh cũng vẫn bố trí 2 phòng riêng cho anh ở bệnh viện, để anh có thể độc lập làm việc nếu như anh muốn. Nhiều ưu tiên quá hả? Anh Hùng cũng chính thức đề nghị Bộ ra quyết định để anh làm phó giám đốc, chủ tịch hội đồng khoa học của bệnh viện. Đây là số tiền 10 triệu tạm ứng trước để anh có thể bước đầu sử dụng vào việc triển khai đề tài. Liệu có giống nửa triệu tiền thưởng lần trước không? Em đã xin lỗi anh vụ đó rồi mà. Quỹ tài trợ chương trình của anh tất cả nửa tỷ. Còn về nhóm hợp tác, anh có thể chọn tùy ý. Nhưng em xin phép đề cử Dân làm thư ký khoa học cho anh. Vì anh và Dân đã từng là thầy trò, từng có thời gian dài hợp tác. Nó cũng có nguyện vọng được theo anh để học tập. Còn em đã có tên trong đề tài, nhưng nếu anh thấy không phù hợp, em sẽ xin rút, để anh được hoàn toàn thoải mái khi nghiên cứu. Nếu có ai hỏi tôi nơi nào khiến tôi gánh bó suốt đời, tôi sẽ trả lời: bệnh viện và gia đình. Bệnh viện là số 1, gia đình là số 2.
mặc dù nhà tôi ba đời làm bác sĩ, nhưng nghề bác sĩ không thể đứng ngoài xã hội, nên tôi coi bệnh viện đứng trước gia đình. Mà bệnh viện cụ thể là khoa ngoại, bao nhiêu năm gắn bó với bệnh viện, với khoa, tôi coi hai cô cũng như anh chị em trong khoa, còn thân hơn người ruột thịt. Tôi hiểu hai cô đang tìm mọi cách để tôi trở lại với cái gia đình lớn nữa. Điều đó khiến nhiều lúc tôi đã muốn bỏ đi, bỗng trở nên đắn đo. Nhưng bây giờ tôi đã quyết định dứt khoát không quay lại bệnh viện nữa. Tôi đã có kế hoạch khác. Chính anh đã thỏa thuận với cả anh Hùng, anh Đông, còn quyết định của thủ tướng, của bộ, anh cũng... Lòng dạ con người trang bị đầy kiến thức, đạo lý, nghị lực, tình cảm mà còn sớm nắng chiều mưa, thì không có gì không thay đổi. Tôi xin nhường lại tên chủ nhiệm đề tài cho cô. Khi nào gặp khó khăn, cần tham khảo, cô nói một tiếng, tôi sẽ giúp. Chúng ta không có gì để giận nhau cả. Xin trả lại quyết định cho ông Hùng và xin trả lại số tiền 10 triệu. Nhưng nguyên nhân nào khiến anh bỗng chốc thay đổi như vậy? Cô là người thông minh và từng trải. Đừng bắt tôi phải trả lời câu cô đã hiểu quá rõ. Chị cứ nói tin nữa hay không? Em đã nói vô ích mà chị cứ nhất quyết lôi em vào cuộc. Anh nói thật thì em cũng nói thật. Ở góc độ nào đó, những cố chấp và định kiến quá đáng của anh đã làm cho những người quá tốt, quá tuận tụy với anh như chị Oanh trở thành sai lầm. Còn sự tàn nhẫn của bác sĩ Hùng với anh lại là đúng. Dân, im đi. Em thô lỗ như vậy mà nghe được hả? Em về đi. Chị không muốn thấy em ở đây thêm một giờ nào nữa. Em xin lỗi vì đã nóng. Xong, em muốn anh hiểu. Tất cả mọi người chỉ muốn tốt cho anh. Chào anh. Anh tha lỗi cho tôi. Tôi có giận đâu. Ai đến cũng thẳng thừng như cô ấy, tôi lại thấy thanh thản. Dừng ngoài này đi, không ông già lại nghe tiếng xe. Ra quán ngoài cổng chờ em, chỉ đưa tiền cho nội là em ra liền, đừng buồn nghe. Cô đừng nên buồn. Trong những ngày lòng tôi tan nát, chuyện nhà, chuyện bệnh viện đều tan nát. Chính nhờ vậy, tôi có thời gian và khoảng trống để mà nghĩ ngẫm chuyện cũ, chuyện mới đời mình. Và nhận ra bên tôi chỉ có đúng một người, mà mỗi lúc buồn vui đều có thể chia sẻ, có cảm hứng để mà tâm sự. Người đó không phải là vợ tôi. Cô Bích làm gì mà chồng làm gì, nói gì cũng đúng, làm sao có thể tâm sự được. Người đó lại càng không phải là bác sĩ Hùng. Anh ta như là một cô Bích của tôi ở bệnh viện. Người đó chính là cô. Không hiểu sao bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện trong nhà, tôi đều nghĩ rằng chỉ có cô mới có thể chia sẻ, mới có thể hiểu được. Vậy mà rốt cục tôi đã đối xử với cô bằng sự bất công quá đỗi. Lẽ ra cô phải ở vào vị trí của bác sĩ Hùng hiện tại. Anh đừng nói nữa. Cô phải bình tĩnh, để tôi nói hết đã. Nói hết rồi chúng ta cố gắng coi nhau như người xa lạ.
Cô có biết vì sao tôi tin tưởng cô nhất nhưng lại không đề bạt cô không? Không phải tôi không đủ bản lĩnh bảo vệ cô trước thiên hạ, mà do tôi không đủ can đảm thắng nổi sự sợ hãi của thiên hạ đọc được tình cảm của mình. Việc bác sĩ Hùng được tôi đề cao trọng dụng, trong đó có cả sự chạy trốn nỗi sợ hãi ấy. Em xin anh đừng nói nữa rồi mà. Tôi nói vậy để cô hiểu rõ, tôi quyết định dứt khoát bỏ bệnh viện hoàn toàn không có lý do buồn lòng về cô. Thậm chí là vô giận đối với tôi còn mất mát lớn hơn cả những mất mát ở gia đình và bệnh viện hiện nay. Nhưng tôi không có con đường lựa chọn khác. Mặc dù tôi biết có thể vì sự lựa chọn này mà từ nay cô coi tôi không ra gì, thấy tôi ở đâu là quay mặt đi, thậm chí phỉ nhổ. Anh an tâm đi. Bây giờ em chưa đoán được vì sao anh thay đổi ý định, nhưng em hứa lúc nào anh cần em vẫn ở bên anh như một cô em gái, một bạn đồng hành tin cẩn. Cái con này bị ba đuổi hay sao mà chạy như khùng vậy? Nội cố ý tránh cho người ta gặp nhau hả? Người ta nào? Má con đi vắng, tất cả chỉ tin vào nội, mà nội nỡ làm như vậy sao? Má con đưa nội. Cái gì vậy? Con không biết. Nòi nào giống ấy, không biết nó đang giận hay đang giỡn nữa. Tội nghiệp hai má con, gửi ngần này tiền biết còn tiền xài không? Tôi mời cô cậu vào đây để nói rằng tất cả những hậu quả do cô cậu gây ra đã tạm thời khắc phục xong. Em không ngờ chị giỏi như vậy. Phải nói là nhờ cậu. Chính cậu đã đẩy tôi vào cái thế bắt buộc phải lao vào việc mà làm. Bây giờ thì cậu và cô có thể ra đi với cái công ty riêng của mình rồi đó. Chị nói vậy sao? Không phải cô và cậu định như vậy à? Em rất hối hận vì đã lợi dụng sự tin cậy của ông Lý Hán và anh chị để vụ lợi. Ở góc độ tình nghĩa chị em, đẩy cô cậu đi là nhẫn tâm. Nhưng ở góc độ kinh doanh, để một người không tin cậy ở trong nhà có nghĩa là nuôi ông tay áo. Hơn nữa, sau này khi ông Hán qua đây sẽ phát hiện ra hành vi của cậu khi gặp lại khách hàng cũ. Lúc đó cậu cũng khó nhìn mặt ông Hán, còn tôi thì sẽ bị mang tội bao che hoặc thông đồng với cậu. Lẽ nào chị trọng sự trung thành của người làm thuê với ông Lý Hán hơn tình chị em? Vậy lúc cậu lén lút tách công ty riêng, cướp hết khách hàng và các hợp đồng xuất nhập khẩu nhiều lợi nhuận, suýt đưa công ty đến bờ vực phá sản, cậu có nghĩ đến tôi và anh Thanh là anh chị cậu không? Nhưng vấn đề không nằm ở sự so sánh như cậu đã nói, mà là cô cậu phải ra đi. Mặc dù chị em hay kinh doanh cũng không thể nào chấp nhận sự thất tín. Thôi được, chị đã quyết vậy, chúng em sẽ đi. Em chỉ yêu cầu giai đoạn đầu chị hỗ trợ chúng em về vốn. Nếu sự hợp tác khôi phục lại được tin cậy, tôi có thể giúp cô cậu được nhiều hơn. Tụi em cảm ơn chị. Chúng ta vẫn là chị em. Xin phép chị. Em chào chị. Em đã nói tráo trở thì tráo trở đúng nơi. Anh còn thương họ, bây giờ trắng tay mắt rồi chưa? Bao nhiêu công lao cho công ty, bây giờ bị đuổi hai bàn tay trắng. Thôi không nói nữa, bà ấy muốn cạn tàu rau mát, từ nay chúng ta sẽ cạn tàu rau mát. Chúng ta sẽ đi, không sao. Thank you.
Chuyện gì vậy em? Sao em lại thức giấc vậy? Có nhanh quá không? Vừa mới nhận lời yêu nhau đã như thế này. Có nhanh quá không? Sao em ngu quá? Tưởng chuyện gì? Người thường còn có thể nhanh hơn. Nhưng tụi mình là bác sĩ, phần lý thuyết đã tốt nghiệp ở đại học rồi. Bây giờ thực hành dở lòng là quá chậm. Anh dám nói như vậy hả? Em đang nói chuyện hết sức nghiêm túc. Một chuyện chỉ nên diễn ra trong đêm tân hôn. Anh xin lỗi. Thôi nằm xuống ngủ tiếp đi em. Anh còn tiếp tục ngủ được hay sao? Tất cả chỉ tại anh. Anh đã xin lỗi rồi mà. Anh đã chủ động. Nhưng mà em gọi điện kêu anh đến để kể chuyện về chịu anh. Vậy quá ra lỗi tại tôi hả? Kìa em, anh đã nói tất cả đều lỗi tại anh. Và anh xin lỗi rồi mà. Đừng có xào vào người tôi. Tôi tuyên bố trước, từ nay đến hôm cưới, tôi cấm anh đụng đến người tôi. Bọn đàn ông các anh là bọn tôi. Vừa mới yêu nhau là chỉ hao háo muốn chuyện đó. Anh công nhận, chỉ đàn ông mới hay nghĩ tới chuyện đó rồi. Em cảm ơn chị. Kìa Bình, em trúng gió hay sao vậy? Tại em đi học quá căng rồi, lại đi làm thêm ngoài giờ nên kiệt sức. Em uống đi. Cảm ơn anh nha. Em thấy đỡ nhiều rồi. Em chỉ hơi choáng thôi. Nè, sao anh không đi ngủ đi? Anh chờ em về để nói em chuyện này. Chuyện gì? Đây là chuyện tuyệt mật. Có một nhà báo đang điều tra, đã viết về những tiêu cực của lãnh đạo bệnh viện. Anh ta có tiếp xúc với anh, hỏi về một số chuyện, trong đó có chuyện quan hệ của bác sĩ Hùng và em trước đây. Anh nói tốt nhất anh ta nên gặp em. Nhưng tại sao nhà báo họ biết? Em như trên trời rơi xuống. Hồi này thư tố cáo bác Hùng gửi đi khắp nơi, báo chí cũng nhận được vô số, nên họ mới tới. Theo anh, đây chính là cơ hội em có thể bắt bác Sùng trả giá. Anh quên, anh đang dưới quyền của bác sĩ Hùng hay sao? Nhưng anh cũng không bao giờ quên, trước đây anh đã đấu tranh với ông ta và đã bị ông ta trừng phạt như thế nào. Anh cũng không bao giờ quên ông ta đã hại em như thế nào. Như vậy là anh trá hàng để phục hận à? Anh Nam, đừng nên như vậy anh à. Em tha thiết xin anh mà. Chuyện em với bác sĩ Hùng, em đã nói với anh rồi. Anh ta là người chẳng tốt đẹp gì. Và đúng, em là nạn nhân của anh ta.
Nhưng nếu em không mê muội, mù quáng thì chuyện xấu sẽ không xảy ra. Bây giờ không nhắc lại nữa. Lần trước em bỏ qua, anh tán thành. Vì lúc đó thế mình yếu, thế anh ta đang mạnh. Còn bây giờ, tương quan đã khác đi. Em thấy, từ hồi anh Hùng lên làm giám đốc, tình hình bệnh viện có thoáng hơn trước nhiều. Nhưng thoáng với người này bị với người khác. Bác sĩ Thanh bị ông ta đánh đòn chí tử mà thoáng à. Nếu ông ta hay, đã không có nhiều thư tố cáo như bướm bướm. Người ta đang yếu thế, người ta đang bị đánh, mình hùa đánh theo, không hay đâu. Sao em cứ bên anh ta như vẫn còn tình sâu nghĩa nặng vậy? Tại sao em lại nỡ nói em như vậy? Thôi, em không thích gặp nhà báo thì tùy, nhưng anh cũng nói thật lòng. Chúng ta cưới nhau trong tình trạng kẻ gây tội ác cho em vẫn đàng hoàng thăng quan tiến chức, không chịu một sự trừng phạt nào. Anh tin chắc chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Em không ngờ đời em lại rơi vào hoàn cảnh khổ tâm như vậy. Em thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh xem. Hay cưới nhau xong, chúng ta xin chuyển đi nơi khác, cho khuất mắt quá khứ. Thôi, đính đi. Em không thích thì thôi. Xin chào. Xin chào. Xin giới thiệu với quý vị ban chấp hành hội từ thiện Thanh Tâm gồm 4 người. Thứ nhất, bà Nguyễn Thị Kim Hoa, chủ tịch ban chấp hành hội. Thứ hai, bác sĩ Lê Hùng, giám đốc bệnh viện Thanh Tâm, phó chủ tịch. Thứ ba, thượng tọa Thích Chí Nguyện, ủy viên. Thứ tư, linh mục Tô Việt Thanh, ủy viên. Em của anh giỏi quá giỏi. Em đúng là một người nước của đời đấy. Mấy đêm nay con đều thức trắng thế này thì sức nào mà chịu xiết. Ba cứ ngủ đi, đừng quan tâm đến chuyện của con. Làm sao má không quan tâm khi ngày nào cũng nhìn thấy con ăn ngủ thất thường, còn người thì như bị ma ám. Nếu má không vào phòng, con bỏ đi luôn bây giờ. Vậy thì má xin, má vô ý. Thank you.
Alo. Cô Oanh hả? Thấy đèn bên nhà sáng, tôi đoán là cô còn thức. Xin lỗi đã làm phiền cô. Có phiền gì đâu anh. Có chuyện gì vậy? Tôi muốn sang nhà nói chuyện với cô một lúc được không? Nếu không tiện, thôi để sáng mai vậy. Không sao đâu, anh cứ sang. Cô có giận về mẹ, tôi dứt khoát không trở lại bệnh viện. Em rất buồn, không phải vì bản thân sự việc, mà vì điều đó chứng tỏ anh đã khác trước nhiều. Cô thấy khác ở đâu? Cùng một thái độ. Trước đây vì bất mãn với những sai trái của bác sĩ Hùng và tự ái vì bị xúc phạm, còn bây giờ là anh đang tự hành hạ mình. Những sai lầm đã được bác sĩ Hùng nhận ra, chịu sửa chữa, và bao nhiêu người khác tha thiết muốn anh trở lại bệnh viện, vậy mà anh cứ làm mình làm mày. Cô chỉ nhìn nhận một phía và nói đúng một phần thôi. Tôi sang đây để báo cho cô biết, và cũng như tham khảo ý kiến của cô. Sắp tới tôi sẽ cộng tác với cô Kiều. Trước mắt tôi giúp cô ấy ở phòng mạch, sau đó sẽ tiến tới lập hẳn một bệnh viện tư. Bây giờ em hiểu vì sao anh dứt khoát không trở lại bệnh viện rồi. Em biết chị Kiều đã tiếp xúc với anh từ mấy hôm trước, và đoán đang có sự vận động nào đó từ phía chị ta. Điều khiến em bất ngờ là anh lại chấp nhận cộng tác.